Thầy Phong là ân nhân của con, mà mẹ đối xử với thầy kỳ quá à. Kỳ gì mà kỳ? Mẹ nhìn mấy cái thằng con trai trẻ bây giờ, mẹ nghi ngờ lắm. Ý như là nó muốn cướp con gái của mẹ vậy đó. Mẹ, tôi không tin được hoàng tử của bà lại đi ngoại tình nữa. Trời, cái gì mà ngoại tình? Trường hợp này người ta gọi là lăng nhăng đó. Bây giờ nhà nhà làm kinh tế, doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ, bán chữ bán nghĩa, tiện đâu ra chứ. Mẹ, con không có muốn lấy cái ông già sắp chết đó đâu. Không bao giờ á. Tôi cảnh cáo bà nha, bà dám dụ dỗ mai mối cho chồng tôi là bà chết với tôi đó. Đó, mẹ vừa lòng chưa? Thương thầy quá à. Dạy học á thì miễn phí, còn chở đi học á thì phí miễn. Vậy thì em sẽ tìm cách phí miễn cho thầy một bức tranh trẻ con. Ừ, dám hiên ngang để thầy Phong chở bà đi tới trường. Nghĩ sao? Ủa mắc cười quá. Thầy không sợ, mắc mới gì tôi phải sợ chứ. Em không còn chuyện gì để nói với anh hết á. Thôi anh xin lỗi em được chưa? Đợi anh giúp á, em thành con ma rồi đó. Mai mà có thầy giáo Phong. Thầy Phong. Ta nói cái ông bác sĩ này, ông làm cái giống gì mà ông giàu có, mà ông sang trọng, ông tốt bụng dữ vậy con? Trời ơi, ta nói em nếu mà ông muốn cưới con hả thì... Trời ơi mẹ ơi. Alo, anh hả? Tối nay mình đi party với công ty ba em đó. Anh chuẩn bị xong chưa? Cô là ai? Tôi hỏi cô là ai mới đúng đó. Sao dám bắt máy chồng sắp cưới của tôi? Khốn nạn! Lan à? Lan! Lan à? Khốn nạn! Lan! Lan! Cô bé lại có chuyện nữa rồi. Thầy, em ăn trước nha. Ừ. Em đói bụng quá à. Em hư quá Phương. Biết hư như vậy là tốt rồi. Quan trọng là em phải biết thay đổi. Tạm thời gạt bỏ hết mọi chuyện để lo thi tốt nghiệp và đại học đi. Ừ. Thầy nói chuyện giống y như là người lớn vậy đó. Nè, người lớn á phải hiểu trước hết, không phải là một người dai u thịt bắp, đồng ý không? Ừ, đồng ý. Khái niệm người lớn á cần được định vị bởi hai yếu tố. Một là khả năng làm ra tiền để nuôi sống bản thân mình. Hai á là phải tự tìm hiểu cách nghĩ, cách sống và lề lối làm việc. Nếu giờ em chỉ là trẻ con thôi, trẻ con được suy nghĩ linh tinh, lan man, không biết cái gì đúng cái gì sai hết. Nhưng mà em cũng sắp thi đại học rồi, cũng sắp thành người lớn. Nhưng mà em cũng phải cẩn thận trong hành động và suy nghĩ của mình nữa. Thầy. Thầy không muốn biết chuyện gì xảy ra với em đêm qua hả? Nếu như em muốn nói là em đã nói rồi. Thầy chỉ muốn giải quyết những cái khúc mắc hiện tại của em thôi. À, nói mới nhớ, hôm qua em say quá, thầy đâu có dám đêm về nhà. Kết. Mẹ em. À, mẹ em đừng có lo. Hôm qua tóc nhỏ gọi điện á, thầy có nhờ tóc nhỏ gọi cho mẹ em. Đó là em ở nhà tóc nhỏ rồi. Cảm ơn thầy. Em á thì ngủ thẳng cẳng trên giường, còn thầy thì ngủ ngồi. Có gì đâu, hôm qua cũng có máy lạnh thổi phà phà mà. Mát mẻ. Em ăn lẹ đi, rồi còn về chuẩn bị đi học nữa nè. Thầy, lát nữa ăn xong á thầy khỏi đêm về nha. Coi như em với thầy chưa gặp nhau nhé. Thầy hiểu ý em rồi. Ăn đi. Dạ. Nè Lan, mọi người đang đồn ầm lên chuyện bà với thầy Phong đó. Họ nói với nhau toàn chuyện nhảm nhí. Tôi cũng bó tay luôn, không biết giải thích thế nào với họ nữa. Bà không cần phải nhiều lời, tôi mặc kệ. Chuyện mình làm mình biết. Nè, thằng Hùng Sẹo đó, con của đại gia, nó ghen với thầy Phong ra mặt luôn. Cái thằng đó hả? Nó có tặng tôi bao nhiêu á, tôi cũng không bao giờ lấy đâu. Bà có thể bất cần với thằng Hùng Sẹo, nhưng còn cô Dân và Văn thì sao? Ủa, cô Dân có liên quan gì đến tôi đâu.
thì cô Dân chưa có chồng, mà cô Dân với thầy Phong có mối quan hệ gì đó. Bà không nhớ tôi với bà bị truy bài hoài sao? Mắc cười quá, tôi là học sinh giỏi văn, có truy tới đâu á tôi chẳng sợ. Mà hỏi thiệt nha, bà với thầy Phong có gì không vợ? Có cái gì là có cái gì. Tụi tôi hả, trong sáng như gương vậy đó. Vậy thì cái đêm hôm đó tôi gọi bà, sao bà cứ im lặng hoài là sao? Khổ ghê á. Hôm đó tôi uống bia say không biết gì hết. Thầy Phong á đưa tôi vô phòng trọ, rồi canh tôi ngủ tới sáng luôn. Vậy mà tôi tưởng bà... Nè, bà đừng có tưởng tượng lung tung nữa, để dành đầu óc mà học hành đi chứ. Ai cái bà này. Anh biến đi. Lan, Lan, nghe anh nói nè. Lan à, Lan à, Lan, Lan à, mở cửa cho anh đi. Anh chỉ muốn nói với em một câu thôi. Lan, Lan à, Lan. Lan. Lan à, em mở cửa cho anh đi. Không mở anh sẽ uống thuốc, anh tự tử chết cho em vừa lòng đó Lan. Em nhìn đi, anh không nói láo em đâu. Thuốc nè. Em mở cửa ra đi, anh uống thuốc thiệt đó. Lan ơi. Lan ơi, em mở cửa cho anh đi. Em không mở là anh uống thuốc đầy anh chết đó Lan à. Mở cửa cho anh đi Lan. Anh nói thiệt đó, em mà không mở anh uống chết ngay trước cửa phòng em cho em vừa lòng. Lan à, Lan, em không mở đúng không? Anh sẽ chết cho em vừa lòng. Anh chết Lan ơi, em sẽ không gặp mặt anh nữa đâu. Đau bụng quá Lan ơi, anh chết mất Lan ơi. Anh chết, anh khó thở quá Lan ơi. Cứu anh Lan ơi. Anh đau bụng quá, khó thở quá. Anh làm gì vậy? Đừng có làm ma nhát em nha. Dậy đi, đừng có diễn nữa. Anh, nghe em nói gì không? Ngồi dậy. Còn mày đặt diễn nữa hả? Dậy. Trời ơi. Hả?
À, bắt được em rồi. Đây nè. Lại phải xin lỗi thầy nữa rồi. Lần này thầy mới thấy là tiểu cô nương nổi giận. Cũng thật là kinh khủng. Anh ta là bác sĩ Định mà em đã nói với thầy hồi lúc trước đó. Em cứ tưởng bác sĩ là phải lịch sự, hào hoa, thương người, nhưng mà không phải vậy. Trong mặt không thể bắt hình dong được. Bộ anh ta xúc phạm em hả? Anh ta đã lấy hết niềm tin của em rồi. Em sợ sau này là em sẽ khó tin được một người đàn ông nào tốt với mình. Em đừng nói vậy. Tạm thời em đang bị tổn thương tâm lý nên tâm trạng của em mới như vậy. Em cũng đừng vì một người như bác sĩ Định mà quơ đũa cả nắm. Ở trong cuộc sống này á, cái tốt vẫn còn nhiều hơn cái xấu. Người xấu chỉ là một thiểu số rất nhỏ thôi. Em tin thầy đi. Thầy đúng là cứu tinh của em đó. Nè. Không biết làm gì trong phòng mà không ra ăn uống gì hết trơn vậy trời. Nhiều khi đồ ăn dở đó chê nó không thèm ra ăn thì sao? Vậy ông ăn chi? Ông nói nó giúp tôi đi. Lâu nay á, nó thương ông hơn tôi mà. Nói gì? Nãy giờ bà cứ bảo mở tôi không hiểu đầu đuôi gì hết trơn á. Thiện Lan nó đủ 18 tuổi rồi đó. Gặp con gái nhà người ta hả? Là gã từ mấy đời rồi. Nhỏ còn con nít, có người ta còn đi học mà cứ chồng con hoài. Học. Học cho nhiều chữ vô đi. Rồi có no không? Đó. Ông thấy con gái ở nhà bà Sáu không? Học có lớp 5 thôi. Mà tôi nói lấy chồng Đài Loan đó nha. Gửi tiền về nhà âm vậy đó à. Mắc ham à. Cái gì? Bà lúc nào cũng tiền. Trong cuộc sống này không phải cái gì cũng là tiền đâu. Còn cần nhiều thứ khác nữa đó bà. Ông nói hay quá ha. Vậy chứ ai chạy xuôi chạy ngược lúc bọn bị tai nạn vậy hả? Ông chỉ được có nói hay không à, nói nhiều. Từ lúc tôi bị thương tật tới bây giờ bà để ý coi. Hả? Đâu có ngày nào tôi nghỉ đâu. Tôi không đi đờn được thì bây giờ làm sao? Tôi đi chạy xe ôm. Tôi cũng lo bữa rau, bữa cháo cho gia đình chứ tôi có ăn ở không đâu mà bà nói vậy. Ông làm hả? Không bằng thiên hạ làm rén nữa hả? Vợ con người ta hả? Nở mặt, nở mày. Còn cái nhà này sao? Ha? Một tay tôi lo từ nước mắm, tương cà, bột giặt. Còn ông? Ông chỉ biết ngày nào, chiều nào cũng rượu. Thôi đi nghe. Gì vậy? Hả? Bà đừng làm giống tôi nghe. Bà mà làm nhục tôi mà. Rồi sao? Ông đánh tôi hả? Ông đánh đi. Hả? Đánh đi. Ba mẹ, chuyện gì vậy? Đó, đến cái phiền đó. Đến cái lúc đó. Ông giận dỗi lên. Ông la y như vậy đó, bà biết không? Ba mẹ có chuyện gì rồi đúng không? Đâu có. Con nghĩ bậy không à. Mẹ, có chuyện gì đúng không? Không, đâu có chuyện gì đâu. Mẹ, làm chỉ muốn lo hạnh phúc cho con thôi à. Gì mà liên quan đến con tự nhiên hạnh phúc ở đây nữa? Thì mẹ lo cho con cái chuyện gả chồng đó. Con vậy thôi mà. Kỳ này á, mẹ con cái mối Việt Kiều Mỹ á, con trời mà. Trời ơi mẹ ơi, con mệt quá à. Hết Canada, rồi tới Đài Loan, rồi giờ tới Mỹ. Cậu ơi, con riết là như món hàng vậy đó. Đó, đó.
Ông nghe đi, ông thấy chưa? Con gái ông nó học hành cho nhiều chữ vô, rồi nó quay lại nó nặng, nó nhẹ cha mẹ nó. Ngày xưa hả, cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó mà. Chuyện đó xưa như trái đất. Ngày xưa là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Bây giờ là không lẽ để con mình nó học dốt đi lấy chồng. Tôi nói. Ba tuyên bố với con gái. Nói chung là cái ý của ba là từ bây giờ trở đi, nếu có một thằng nào mà nó tới nó kiếm chuyện với con hay là cái gì con là ấy, ba sẽ kim kê độc lập, lưỡng long giao châu. Ba sẽ bẻ cổ nó, ba ngắt cổ nó như ngắt đầu dê đó. Nè, hai cha con ông á đang hùa nhau để chọc tức tôi đúng không? Tôi chọc tức, chọc cho bà vui mà. Trời đất ơi, xưa nay bạn nói nhỏ nhẹ, sao bữa nay ăn như heo vậy? Bà vừa phải thôi nha. Đãi người ta được có ly kem mà, mà ngồi mắng mỏ người ta heo này heo nọ. Thôi mà, chọc chơi thôi mà, làm gì mà giận như con gái vậy đó. Trời, không lẽ tôi là được rồi hay là thế giới thứ ba hả? Thôi mà, giận tí xíu mà đã Wow. Không biết tôi sẽ tổ chức sinh nhật của mình như thế nào nữa. Quỷ bỏ dự án cũ rồi. Trời lạ vậy. Hôm bữa hoàng tử nói là sẽ tổ chức cho bà ngay chỗ nhà hàng sang trọng và lãng mạn mà. Bà bỏ cái tay hoàng tử đó vô thùng rác đi, tôi muốn nghe đâu. Trời, mà tôi thấy là anh ta giải thích cho bà rồi mà. Bị bợm dối trá chứ giải thích cái gì. Anh ta sắp lấy vợ rồi, hết phim. Trời, bà vẫn bình thản như chuyện của người ta vậy. Tôi đã bức xúc lao vào xe của người ta, cực khổ cả tháng trời, còn không đủ nữa hả? Lần này tôi nhận ra rồi, đàn ông không ai tốt hết trơn á. Tội tình gì mà mình phải bám theo họ để cho mệt thân mình không? Tôi thấy bà trưởng thành rồi đó nha. Mà nè, tôi thấy thầy Phong á là người đàn ông tốt đó. Đúng là tốt, chỉ tội nghèo thôi. Lấy chồng nghèo không phải là lựa chọn đúng đắn đâu. Tôi thì nghĩ khác bà, nghèo hay giàu không quan trọng, miễn yêu thương tôi là được rồi. Bà hay quá ha, bà mơ mộng ghê ta. Này tôi nói bà nghe nha, một mái nhà tranh hai quả tim vàng. Xưa rồi ha, phận gái mà phải 12 bến nước á hả, cũng trật lất luôn. Bây giờ hả là 13 bến nước lần. Trời, bến 13 là bến gì vậy? Bến Việt Kiều. Trời, bà còn mơ đến anh Việt Kiều đào trùng đó nữa hả? Hay, bảo chuyện đó qua đi. Tôi có 3 triệu tổ chức sinh nhật, tính sao đây ta? Ủa, tiền đâu ra vậy? Lại hoàng tử nữa hả? Hả, đâu ra? Tiền này là chính tay tôi làm ra nha. Tôi đưa cho bà coi nè. Tên. Đây là giấy báo thông tin về giải thưởng của cuộc thi vẽ của học sinh phổ thông do tạp chí Tài năng trẻ tổ chức đó. Tôi đặt giải nhì với bức tranh Ngôi nhà của em. Và mức tiền thưởng là 3 triệu đồng. Trời ơi, nè. Bà giỏi quá à. Trời ơi, tôi ngưỡng mộ bà thiệt á. Đúng là anh hùng xuất thiếu niên luôn á nha. Đây. Quý lắm đó nha. Vô. Chúc mừng thành công đầu đời của em. Dạ, cảm ơn thầy. Thầy định nghĩa của thầy á, thì bây giờ em đã là người lớn rồi. Em đã kiếm ra tiền rồi đó. Tiền nè, 3 triệu đó thầy. Giỏi. Thầy nói giỡn thôi. Bây giờ em 18 tuổi rồi, nếu không muốn cũng phải làm người lớn. Chứ em là con nít nhõng nhẽo hoài, ai mà chịu cho nổi. Người lớn hả? Con gái cho đến già thì cũng nhõng nhẽo hả? Không được đâu. Bây giờ thầy nói chuyện nghiêm túc nè. Thầy phải công nhận là em rất có năng khiếu về hội họa. Em có thể chọn thi vào trường đại học kiến trúc hay mỹ thuật, về sau sẽ có cơ hội phát triển nhiều hơn.
Em rất là thích mỹ thuật, nhưng mà học cái đó đó tốn kém lắm. Em không có đủ khả năng để mà đóng tiền học đâu. Chuyện này thì em cứ yên tâm đi. Nếu như em đam mê và quyết tâm theo đuổi nó thì thầy sẽ có cách giúp em. Bằng cách nào thầy? Thầy nhắm là có đủ lo cho em 4 năm đại học không đó? Dĩ nhiên là thầy sẽ có cách rồi. Nhưng mà thầy cũng có mấy người bạn bên mỹ thuật, thầy sẽ nhờ họ giúp nếu như có cơ hội. Được vậy thì còn gì bằng nữa. Như vậy thì chồng này em khao. Chuyện đó thì hãy từ từ, khi nào đậu đại học rồi hãy tính tiếp nghe. Nhất định em sẽ đậu mà. Tốt, như vậy là có ý chí đó. Thầy. Em muốn hỏi thầy chuyện này. Sao thầy không tiếp tục dạy lớp em nữa? Tại thầy sợ bị dao động, rồi mất tập trung giảng bài. Vì em á hả? Thầy xin lỗi. Tại thầy sợ thầy không vượt qua được những cảm xúc nhất thời. Với lại thầy sợ mình bị mang tiếng là thiên vị lắm. Sợ lắm. Ủa, em với thầy trong sáng có gì đâu mà thầy phải sợ. Trong sáng. Ăn đi, nguội hết rồi kìa. Dạ, cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Thầy về cẩn thận nha. Em ngủ ngon nha. Dạ. Bà tính thì sao đây? Bộ tính xù nợ hả? Trả đi chứ. Sao? Chừng nào bà trả tiền tôi đây? Có chuyện gì vậy mẹ? Con, đó, con thấy chưa? Người ta vô nhà mình đòi tiền kìa. Rồi tiền đâu mà trả đây? Bây giờ ổng còn lẩm vô đề vô đốm nữa nè trời. Trời ơi là trời, tôi khổ quá vậy nè trời. Bà tôi thiếu bao nhiêu? Cô hỏi ba cô kìa. Tổng cộng là 2 triệu. Ổng mượn tôi chơi đề thiếu rồi trốn biệt. Dám giỡn mặt với chị hai xíu quách này hả? Bà nói với con á, bà uống rượu gì bà buồn thôi. Tự nhiên bây giờ bà sinh ra đầy đớm là sao? Bà nói đi. Bà... Hai triệu đó. Bà đi đi. Đi ra khỏi nhà tôi đi. Công nhận tiền đại gia có khác. Thơm thiệt. Nè nè, bà mở mắt coi đi. Tiền mồ hôi nước mắt của tôi đó. Nè, bà nhìn đi, Nguyễn Thúy Lan nè. Về mày. Con gái của mẹ giỏi thiệt á nha. Cho bà 2 triệu trả nợ luôn vậy đó. Còn mẹ làm sao? Con... Con gái mẹ dễ thương quá. Bà vô đây. Con muốn nói chuyện với ba. Bà nói đi. Tại sao phải vậy chứ? Ba muốn kiếm tiền cho con vô đại học. Nhưng mà không phải bằng cách đánh số đề ba hả? Tại ba không chơi đàn,
chạy xe ôm thì bữa có, bữa không. Con nghĩ đi, ba làm cách nào để kiếm tiền? Ba sai, ba đành phó mặc cho trời. Ba xin lỗi con. Ba, ba đừng có lo nữa. Con lớn rồi, con biết tự lo cho bản thân mình mà. Ba có lỗi, ba có lỗi với con. Chúc mừng sinh nhật. Yeah. Ờ, mà tôi nghe nói bà đãi cả lớp ăn kem mà, rồi còn đãi mua cái bánh kem bự nữa. Giờ có mấy món tụi mình à? Thì như vậy cũng được rồi mà. Vậy mà nói có cả bánh kem bự nữa chứ. Đã nói rồi, bà Lan á mới uống một lần 120 ml luôn. Nói mà mấy bà không tin. Ai à? Bà làm thôi vậy nha. Thôi nè 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 nè, bây giờ có ai muốn ăn kem của chị không? Không thì đứng lên nha. Nhiều chuyện quá. Bà nói nè, thôi từ nay á bỏ cái đuôi tóc xù ra đi ha, ba tụi mình đi chơi thôi ha. Ừ. Được á, quyết định vậy đi. Yeah. Ờ, mà tiền thưởng 3 triệu của bà đâu hết rồi? Hai triệu á thì trả nợ cho ba đánh số đề, còn 500 ngàn á thì bị má lột sạch sành sanh hết luôn. Ai, ta nói tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống vậy đó. Thôi bỏ qua đi, mình mừng sinh nhật Lan 18 tuổi xinh đẹp đi hả? Yeah, ăn kem đi. Tôi á sẽ hát tặng cho bà một bài thiệt là đặc biệt luôn. Mà không biết hát được không nữa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật em nhé. Dạ. Thầy á, thiệt là làm em bất ngờ quá à. Em không ngờ là ở đây có một chỗ ngồi lý tưởng như vậy. Vô đâu, em sẽ còn bất ngờ nữa. Đây là món quà thứ hai của em. Trời ơi, đẹp quá à. Hoa Lan là tên của em. Em rất là thích. Sinh nhật 18 này em sẽ nhớ mãi. Bức tranh thầy vẽ hả? Trời ơi, thầy chỉ biết vẽ ma với côn trùng thôi. Bức tranh này á, thầy đã nhờ một họa sĩ bạn của thầy vẽ theo sự tưởng tượng của thầy á.
Dạ cho em hỏi anh chị đi về đâu vậy? Sao em vậy? Em đang say mà. Say nhưng mà em tỉnh rồi. Thầy ngủ một giấc dài rồi đó. Ai mà bắt anh? Thầy lại ngủ ngon như vậy chứ? Thầy ngày mai thứ hai thầy giáo còn phải đi dạy nữa chứ? Thầy thầy đi về. Thầy thầy đừng có về mà. Tám tuổi mà chữa quen. Thằng nào? Trời ơi ông, bình tĩnh đi. Ông ngồi xuống đi. Chuyện đâu còn có đó. Một lát nữa nó về kia kìa. Rồi mình hỏi thẳng nó. Giờ này mà chưa về, bà, bà chăm sóc con, bà quản lý nó như vậy đó hả? Nó nói nó đi họp nhóm. Tôi nói làm sao? Thưa ba mẹ, con đi học mới về. Lan, ngồi xuống. Dạ. Đây. Ừ.
Em sao vậy? Làm bài kiểm tra không được hả? Em không có tâm trạng để học nữa. Ở nhà đang có chuyện? Không, nhà không có chuyện. Nhưng mà em có chuyện. Có chuyện gì em cứ nói anh nghe. Anh lúc nào cũng sát cánh bên cạnh em mà. Ngay cả những lúc em hư vào quán bar uống rượu đó. Tất cả cũng vào cái đêm sinh nhật đó. Vào ba uống rượu. Em nói gì vậy? Hôm đó chẳng phải em với anh. Anh xin lỗi. Anh xin chịu trách nhiệm với em. Anh là người lớn đúng không? Bây giờ trong bụng em, em nói gì vậy? Em nói là em có con với anh hả? Vậy là xong. Anh sao anh để không ngay ngắn gì hết vậy? Đâu, anh thấy ngay mà. Nè, như vậy mới ngay nè. Thấy chưa? Ừ. Nhà mới, treo thêm bức tranh của em, nhìn nó rực rỡ hơn ha. Anh, sao em cảm thấy cái nhà này nó có chật chội quá à? Tại em mới về nên có cảm giác như vậy thôi. Chứ nhà này á là người ta thiết kế cho một gia đình nhỏ, hai vợ chồng mình với một đứa con là quá hợp lý rồi. Mà anh sắp xếp gọn gàng hết rồi. Cái tủ đỏ trong phòng ngủ, một nửa là của em, một nửa là của hai cha con anh. Em muốn mua một cái tủ để đựng riêng đồ của em à. Nhưng em mới nói nhà chật. Vậy anh sẽ dành một tủ đó cho em. Còn hai cha con anh sẽ mua một cái tủ nhỏ khác. Anh phải vậy chứ. Bởi vì em xin bé Long cho anh nè. Là trái đích tôn của gia đình anh nữa. Giờ anh phải là số 1 chứ. Em sẽ còn là số 1 để em sanh cho anh mấy đứa con nữa. Kỹ á. Anh đừng có ham. Anh không biết người phụ nữ á, khi mà mang thai á, người ta hả ốm ngán nè, mà còn khó chịu nữa. Em đi tắm đi. Hả? Anh cũng phải đi đón mấy Long nữa. Chào con. Xin lỗi cô giáo nha, tại tôi bận công việc nên tới đón dạ. Ngày không sao đâu anh. Chào con rồi vậy con. Thưa cô, con về. Giỏi. Chuyện hả cô? Dạ. Cảm ơn cô nè. Chào cô đi con. Chào con. Ủa ba, sao mẹ không đi đón con? Mẹ còn đi học, không có rảnh như ba. Mà nè, con đừng có hỏi mẹ câu này nghe chưa? Dạ, vậy là mẹ làm biến. Không có phải. Làm biến và bận việc là hai cái khác nhau. Làm biến là một thói xấu á, con có hiểu không? À, vậy là con không có làm biến. Cô giáo vừa cho con điểm 10 một phải nữa ba. Con giỏi lắm. Bà thử cho con nè. Bé Long,
Đi đánh răng đi con. Dạ. Anh dọn dẹp giùm em nha. Em còn phải ôn thi nữa. Được rồi, cứ để đó anh. Dạ, anh cần gì? Tôi cần chuyển tiền về cho gia đình. À, vậy anh ghi giùm tôi thông tin trong này nha. Tôi thấy anh quen. Hình như tôi cũng nhớ là chạm mặt cô mấy lần. Tôi là Thanh Hà, là người ở cùng chung cư, chung vách căn hộ nhà anh luôn nè. Cuộc sống thành phố là vậy á. Nhiều khi chung vách mà cứ như người xa lạ.